Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã thảo luận và thống nhất cao chủ trương lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ những kết quả rất tích cực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong gần 10 năm qua, việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh tại 63 tỉnh thành là một bước tiến rất quan trọng, đưa cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực lên một tầng nấc mới, theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Trước sự kiện này, nhiều người dân thành phố Yên Bái đã có nhiều kỳ vọng vào việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Thành lập Ban chống tham nhũng thuộc thành phố, tỉnh, đây là một cái chủ trương rất mới. Nhưng theo tôi ấy, là nó có hiệu quả. Vì trước đây chúng ta cũng đã thành lập Ban chống tham nhũng ở cấp tỉnh. Nhưng về chức năng nhiệm vụ nó chưa rõ ràng, tính độc lập chưa cao. Cho nên thực ra thì hiệu quả cũng có đến mức độ thôi. Nhưng đến bây giờ là Bộ Chính trị, rồi Quốc hội, rồi Chính phủ sẽ thành lập cái Ban chống tham nhũng cấp tỉnh. Tôi cho đây là một việc làm mới và cũng minh chứng rằng là Đảng ta kiên quyết chống tham nhũng để đưa đất nước ta ngày càng phồn vinh và uy tín của Đảng ta ngày càng đi vào lòng dân. Với cái việc mà thành lập cái ban phòng chống ở các cấp tỉnh ấy, thì có thể nói là cử tri rất kỳ vọng vào cái cơ chế mới này, của cái sự tổ chức này để mà nhanh chóng kịp thời phát hiện xử lý những cái trường hợp tham nhũng tiêu cực gây mất cái niềm tin của nhân dân với Đảng và gây nhiều bức xúc trong xã hội. Thế chúng tôi thì hoàn toàn là ủng hộ và nhất trí cao và rất phấn khởi với lại cái việc mà chúng ta thành lập cái ban phòng chống cấp tỉnh. Sau khi được phân công làm việc này, chúng tôi tin rằng là tỉnh sẽ làm được rất nhiều việc để hạn chế đến công tác chống tham nhũng ở trong các cái cơ quan ban ngành nói chung và nhất là những cái người lãnh đạo từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở. Chúng tôi rất kỳ vọng là tới đây sẽ có nhiều cái kết quả rất là tốt trong cái thời gian tới này, và chúng tôi cũng đại diện cho nhân dân cũng sẽ mong chờ cái điều đó.